Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là truyền nhân đời thứ 19 của danh y Tuệ Tĩnh, mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Tôi xin giới thiệu tiếp phần dược vật, tức là các dược liệu, trang 5 trong bài Nam Dược Quốc Âm Phú của ông Thánh Thuốc Nam Tuệ Tĩnh. Bạc vàng đất nước, ngọc đá sắt gang, tuyết diêm yêu thay muối trắng, vân mẫu tốt bấy vẩy trang. Ba câu trước tôi đã giới thiệu trong bài trước. Hôm nay tôi giới thiệu tiếp câu thứ tư, vân mẫu tốt bấy vẩy trang. Bạn biết không, khi khai quật các ngôi mộ cổ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện người xưa không chỉ chôn trang sức, khí cụ cùng với người chết, mà còn mong muốn bảo vệ thân thể của người chết, còn được thể hiện qua việc cho thêm vào quan tài các dược liệu có tính kháng khuẩn, chống thối rữa. Trong đó có thể kể đến đá vân mẫu. Loại đá được sử dụng phổ biến nhằm giữ cho thân thể của người chết lâu bị mục nát. Vị thuốc tên là vân mẫu này chính là đá vân mẫu, tiếng Trung là vân mẫu thạch, một loại muối khoáng silicat tự nhiên. Đặc điểm loại này có màu trắng đen, có khi pha thêm màu sẫm, bề mặt đá sáng bóng lấp lánh và có cấu tạo đặc biệt theo lớp. Chính vì vậy, sau khi khai thác vân mẫu, ta có thể bóc thành từng lát mỏng để làm dược liệu. Loại sạch và trong suốt là tốt. Đông y cho rằng vân mẫu màu trắng thuộc kim, có vị ngọt, tính bình, quy vào kinh tỳ. Vân mẫu là vị thuốc vừa bổ phế lại vừa bổ tỳ. Theo ông Thánh Thuốc Nam Tuệ Tĩnh, thì vị thuốc vân mẫu có thể tiêu trừ chứng cảm mạo toàn thân, lúc nóng, lúc lạnh, giống như triệu chứng say tàu xe. Thích hợp trị chứng bệnh do phong hàn gây ra như ho lao, hen suyễn, nôn ra máu, ho ra máu. Vân mẫu còn có thể tiêu trừ những chất là nguyên nhân gây bệnh trong môi trường sống. Có công dụng tốt cho ngũ tạng, điều hòa chức năng hoạt động của tạng phủ, bồi bổ cơ thể, bổ thận, cường tinh, tăng cường khả năng tình dục ở nam giới. Ngoài ra, vì vân mẫu sáng bóng như gương, cho nên có tác dụng làm sáng mắt, trị các bệnh về mắt, tăng cường thị lực. Bởi vì phổi chủ về phần da toàn thân, cho nên vân mẫu có tác dụng cầm máu, giúp lên da non, điều trị bệnh da liễu, có thể cải thiện triệu chứng da không có cảm giác.
Bởi vì phổi chủ về khí, tỳ là nguồn sinh hóa khí huyết. Vân mẫu có tác dụng bổ phế, bổ tỳ, nên tự nhiên khí huyết sẽ tràn trề, tà khí bị đẩy lùi, tinh lực sung mãn. Dùng lâu ngày giúp cho dung nhan tươi tắn, cơ thể nhanh nhẹn, hoạt bát, trí óc minh mẫn, kéo dài tuổi thọ. Tỳ làm chủ cơ bắp trên cơ thể, cho nên có tác dụng loại bỏ cơ thịt bị lão hóa, thúc đẩy cơ bắp phát triển, làm cho cơ thể ngày càng săn chắc hơn. Vân mẫu còn có tác dụng điều trị bệnh trĩ, trị vết thương do kim loại gây nên, vết thương nhẹ cho đến vết thương nặng. Cũng có thể điều trị phát ban do mồ hôi. Người xưa cho rằng vị thuốc này có tác dụng điều trị ngũ lao thất thương, trị bệnh kiết lỵ, tiêu chảy, động kinh, bệnh điên. Ngoài ra, trong bản thảo cương mục còn ghi vân mẫu có khả năng chống thối rữa, nên đá vân mẫu còn được cho vào trong quan tài, như đã nói ở đầu bài, nhằm bảo quản dung nhan người chết nhiều năm không thay đổi. Các bài thuốc có dùng đá vân mẫu: 1. Điều trị nhức đầu và giúp tiêu đờm. Chuẩn bị bột đá vân mẫu 62g, loại đã được điều chế, và hoàng kỳ 31g. Thực hiện: lấy hai loại trên nghiền nát thành bột, rồi cho vào nồi, thêm nước vào và nấu thành súp canh để uống. Nếu chỉ bị đờm thì ngậm thường xuyên cũng được. Bệnh thứ hai, điều trị tiểu dầm. Chuẩn bị bột đá. Cách dùng: mỗi lần uống thì lấy 9 gram bột hòa với nước ấm rồi uống. 3. Điều trị phong thấp toàn cơ thể. Chuẩn bị bột đá vân mẫu 62g. Thực hiện: lấy thuốc cho vào chảo, sao lên rồi để nguội lại, sau đó hòa với nước lọc rồi uống. 4. Điều trị tiêu chảy ở trẻ em. Chuẩn bị bột đá vân mẫu 15g và một ít gạo. Thực hiện: lấy gạo nấu thành cháo rồi múc ra chén, đợi bớt nóng thì cho bột vân mẫu vào và ăn. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.